Dạ. Chị làm ơn cho hỏi, vợ chồng cô Tuệ ở thành phố Hồ Chí Minh ra ở phòng nào? Dạ, chị Tuệ ở một mình thôi ạ. Chị ở phòng 701 bên này. Còn người anh Việt Kiều của chị ở phòng 707 bên kia. À, vậy là chồng cô ấy chưa ra? Dạ, chưa ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, không có gì. Chào anh. Cho một ly Hennessy. Dạ. Tôi muốn biết hai người ở phòng 701 và 707 đang ở đây. Anh giúp tôi được không? Tôi là vệ sĩ của ba cô ấy thuê ra bảo vệ, nên tôi cần biết, chứ không làm ầm ĩ gì đâu. Vậy tôi giúp được. Anh ghi số điện thoại của tôi đi. Giúp tôi sẽ không để anh thiệt đâu. Anh an tâm, tôi không phụ lòng anh đâu. Chưa bao giờ chúng ta thê thảm như vậy này. Bốn hạng cân đều bị loại ngay trong vòng 1. Việc không cho Thịnh chỉ đạo đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu của các em. Không phải chỉ ảnh hưởng tâm lý, mà một chủ trương ngược đời. Thằng huấn luyện thì không được chỉ đạo, thằng không huấn luyện lại không có khả năng, thì khi đánh thua là phải rồi. Theo tôi, cách cứu vãn duy nhất là các anh điện về tỉnh chấp nhận cho Thịnh chỉ đạo. Ngay từ trưa tôi đã gọi điện về xin ý kiến, tất cả đều không ai dám quyết. Vậy chúng ta đành chịu trận hay sao? Tối nay đành phải động viên tinh thần các anh em, rồi trông vào may rủi vậy. Nếu vậy, các anh làm đi. Kỳ này về, tôi xin từ chức. Anh Hạ, anh có khách. Xin lỗi, tình hình như vậy, các anh muốn quyết định sao? Thuộc quyền các anh. Tôi đi đây. Xin lỗi, anh chị tìm tôi à? Em là Tuệ, bạn anh Thịnh. Còn đây là anh Kiên, bạn em. Chào. Chào anh. À, tôi có nghe Thịnh nói, nhưng sao cô biết Thịnh ở đây mà đến? Em từ Sài Gòn bay ra,
suốt ngày hôm nay không thấy anh Thịnh ở nhà thi đấu nên em phải đi tìm. Có một số sự cố, suốt ngày hôm nay Thịnh có tâm trạng không về đoàn, nhưng tôi có thể tìm được Thịnh. Biết cô ra chắc chắn Thịnh sẽ rất mừng. Có lẽ do tâm trạng nặng nề, Thịnh tắt máy lang thang ở đâu đó. Anh ấy có về đây ngủ không? Có chứ. Tụi tôi có việc cần phải bàn với nhau. Chúng ta ở đây chờ cũng được. Tại sao anh Thịnh có tâm trạng ạ? Chuyện đó ra ngoài này mới xảy ra. Đi đâu? Cứ đi đi. Thằng chó nó lại đạp làm em đau quá. Anh thử sờ bụng em coi, hình như nắm đấm nó ra tận đây nè. Chị khéo tưởng tượng. Rõ ràng một cục. Anh thử sờ coi, nếu không nắm đấm thì đầu gối nó đang thúc. Bữa nào cũng tám chén cơm rồi tha hồ mà tưởng tượng. Anh xoa lưng cho em với. Nhất ơi là Nhất. Em không thấy anh đang làm gì hả? Em nhấc điện thoại kêu đó bóp họ đến. Tha hồ mà sao bóp cả đêm. Anh thử coi em đối xử với anh sao mà anh đối xử với em như vậy. Trời ơi, cô không thấy tôi đang làm gì sao? Ba biểu tôi phải nắm vững để ngày mai thay ông đi giảng ở hội Đông Y, cô biết chưa? Hôm trước nửa đêm chị Tuệ đến đây nhờ anh đưa đi miền Trung. Em mà là đứa khác, liệu có chịu để anh đi với người ta không? Chính ba còn nghi ngờ, nếu chỉ giúp riêng chị Tuệ, khó lòng anh nhiệt tình như vậy. Nhưng em có lòng thương người. Lâu lâu mới tốt đột xuất được có một lần mà cứ kể hoài. Em phải kể để anh so sánh. Vợ đau lưng thì không so, trong khi bạn gái nhờ đưa ra tận miền Trung thì bỏ cả vợ ở nhà để giúp. Trời ơi, đưa lưng đây. Tôi chỉ xoa đúng nửa giờ là mời cô vô phòng cho tôi nhờ. Đã cố ý ngồi ngoài này làm việc cũng không thoát nữa. Đó, lên chút nữa. Xuống chút nữa. Đó, chỗ đó. Xin chào. Chà, có cô vợ trẻ nên hạnh phúc quá ha. Có chuyện gì mà các bạn tới chơi giờ này? Cô ấy bị trúng gió nên mình phải xoa dầu. Em chào anh chị. Em đang cải tạo anh Sơn thành người của gia đình. Sách đã dạy rằng con không khóc đời nào mẹ cho bú, vợ không kêu ngứa chẳng bao giờ được chồng gãi. Anh chị ngồi chơi để em pha nước. Đúng là hùm thiên thất thế, sa cơ cũng thành mèo. Ở với cô ấy thêm vài năm nữa mẹ còn biến thành chuột. Là nên hỏi về chuyện con Tuệ hả? Không, vừa rồi có thể trọng nó đã về. Có chuyện đó không? Chuyện này đã ảnh hưởng rất nặng tới Thuần, nên tụi mình muốn nhờ Sơn thử tiếp tục tìm manh mối. Lần trước Thịnh Bò đã biết nó thê cho con ông già hát rong ở bến đò, sau đó lên xe đò đi miền Trung làm mất dấu. Anh chị thích uống nước cam hay nước dừa? Em đã pha nước cam rồi, nhưng chợt nhớ trong nhà còn mấy trái dừa hái lúc chiều. Sinh viên khoa tâm lý siêu như vậy đó.
chặt dừa ra, chợt nhớ thêm mấy trái chanh thì khách phải chờ tới khuya. Đã pha nước cam rồi á thì mang ra ngồi nói chuyện luôn cho vui đi em. Có cô ấy ở đây tuyệt đối không được nói chuyện trọng thuần đó. Tại sao? À, vì cổ là đặc mệnh toàn quyền của ông bà già mình trong ngôi nhà này. Em phải quen mới nhờ được quản lý chuyển khách qua phòng khác. Để anh vào phòng này đấy. Anh cần gì nữa không ạ? Cảm ơn. Anh chờ tôi một chút. Chúng ta là anh em. Theo em, giữa cô Tuệ và anh Kiên đúng là anh em ruột, vì giữa họ không có biểu hiện gì là tình nhân cả. Buổi chiều sau khi ăn tối ở khách sạn, họ cùng nhau đến nhà nghỉ. Sau đó gặp và trò chuyện khá lâu với một người tên là Hạ, là huấn luyện viên Taekwondo của tỉnh, trong ba của nhà nghỉ, rồi về vũ trường ở đây ạ. Cảm ơn. Bây giờ anh về đi, tôi muốn ngồi một mình. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn em đã cho anh một thời gian vô cùng lý thú ở bên em giữa lòng Hà Nội. Nếu không gì lỡ chuyến bay qua Mỹ, phải về Sài Gòn sáng nay. Em sẽ ở đây để tìm bằng được anh Thịnh. Anh sẽ chia sẻ tình cảm đó với em. Nhưng em cũng thấy, quá khứ của một con người không dễ xóa bỏ. Người ta đã quá tàn nhẫn và lạnh lùng, chấp nhận sự thất bại của cả một đội tuyển để tránh trọng dụng một huấn luyện viên có nguồn gốc xã hội đen. Em biết, anh ấy sẽ đau đớn lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng không trách những người gạt anh ta ra khỏi đội tuyển được. Tội nhất là anh ấy khát khao lấy thành tích của tỉnh trong giải thi đấu này là món quà tặng em. Anh ta sẽ đau đớn hơn nếu như biết em ra tận ngoài này để đón nhận món quà đó. Đây là những ly rượu chia tay. Em thuộc về anh ta sẽ hạnh phúc hơn với anh. Alo. Cô Tuệ và anh Kiên đã rời vũ trường vào thang máy. Cô ấy có vẻ say. Cảm ơn. Cao thượng, khi đưa em ra ngoài này kiếm anh Thịnh. Nhưng em xin cam đoan, anh không tài nào hiểu anh Thịnh. Nhưng lúc này, Thịnh vừa lẫn trốn, đã vừa rất cần em. Anh Thịnh đang rất cô đơn. Anh hiểu không? Anh rất hiểu điều đó, nhưng làm sao chúng ta tìm được anh ta bây giờ? Rất có thể vì đau khổ, anh ta sẽ vùi mình suốt đêm trong một quán nhậu hay một vũ trường nào đó. Thịnh không phải là người như vậy. Khi buồn và cô đơn, anh ấy hay ngồi uống rượu một mình. Giá như chúng ta ra Hà Nội sớm hơn một ngày. Em đừng buồn nữa. Anh nghĩ là anh chàng Hạ kia cũng đã có cơ hội báo cho anh Thịnh biết là em ra đây tìm anh ta. Rõ ràng anh ta vẫn tránh gặp,
Chứ nếu muốn anh ta đã liên lạc với em rồi. Tình chính là như vậy. Còn đa thất bại, ở đây còn lẫn tránh em. Chúc em ngủ ngon. Em biết vô phòng cũng không sao ngủ được. Hãy chúng ta xuống đường đi chơi cho hết đêm. Anh thì sao cũng được, nhưng em cần phải nghỉ ngơi giữ sức để ngày mai bay sớm về Sài Gòn. Anh quá tốt. Giờ em sẽ nghe lời anh. Chúc ngủ ngon. Vĩnh biệt em. Chúc em hạnh phúc với anh ta. Anh phải chịu đựng. Ly này để chia tay. Đừng vì những định kiến khắc nghiệt của người đời mà đánh mất mình. 3 năm nữa em sẽ về gặp anh. Dù mất em, dù định kiến của người đời khắc nghiệt đến đâu, anh vẫn luôn giữ lời hứa với em. Tỉnh bò này không bao giờ trở lại đường cũ. Các con lên ngân hàng tính hỏi chú Tư về nguồn vốn mà ba đầu tư vào công ty Trung Du phải không? Vì chúng con lo cho ba. Chú Tư có trao đổi lại với ba, ngân hàng chú ấy đang bị thanh tra nên chú tránh gặp các con hôm đó, cũng để tránh dính các con vào nếu như có những chuyện xấu ngoài dự tính. Tức là vụ vay vốn của ba ở ngân hàng có sự bất thường. Hôm trước chưa có ý kiến của chú Tư, đồng thời má con luôn có những ứng xử nóng nảy nên bà không nói. Bây giờ bà có thể nói được rồi. Chuyện vay vốn này có sự úp mở vì tài sản thế chấp của bà thấp hơn số thực vay theo nguyên tắc rất nhiều. Sao chú Tư dám làm vậy? Chú Tư là bạn cũ, cũng như mấy đứa các con chơi với nhau bây giờ. Hồi ba làm ở Savina, chú ấy và ba vẫn quan hệ thân thiết và có sự hợp tác tốt. Thật ra, ý định xây dựng khu kinh tế gồm nuôi trồng thủy sản, chế biến trái cây là của Trọng khi nó ở đây. Bà mang ý định này nói với chú Tư lúc đó. Ban đầu cũng nhỏ thôi, việc vay vốn không có vấn đề gì. Từ khi có luận chứng của Khoa
và nhóm thiết kế quy hoạch, nó mới nở lớn ra. Sao ba không nói với con trước? Tính con ba lạ gì? Con có tham vọng làm ăn lớn, nhưng gặp khó là hoang mang. Hơn nữa, chuyện vay vốn bằng tín chấp, sau này thành công cũng không ai bảo là sai. Nên ba không muốn nói cho con biết. Bây giờ con muốn giấu cũng không được, nên ba cho các con biết sự thật. Như vậy, nếu ngân hàng bị xử lý sai phạm, ba cũng sẽ bị xử lý theo. Đúng như vậy. Còn vụ phong bì chứng từ các ký gửi của bác Thức, ba cho rằng đây chính là đầu mối khiến công an họ lần ra vụ vay vốn bằng tín chấp. Ban đầu họ nghi có sự phát tán tài sản và rửa tiền của bà vợ hai bác Thức, dẫn đến cái chết họ cho là bất thường của bác ấy, liên can đến cả vụ chạy án của má Trọng. Nhưng ba thề với các con, những đồng vốn ba vay của ngân hàng bác ấy không dính dáng gì đến tài sản của bác Thức. Nếu biết trước đồng tiền của ba rắc rối thế này thì con đã ngăn cản ba từ đầu. Anh bình tĩnh đã nào. Em không hình dung nếu hậu quả xấu xảy ra thì ba sẽ ra sao à. Tù thì có thể không bị, nhưng phải khắc phục hậu quả và chịu phạt cũng đủ sạt nghiệp. Chưa tính đến tai tiếng tương tự như một vụ lừa đảo. Đúng là có thể như vậy đó. Ba để con trao đổi với chú Trịnh, con cho rằng vẫn có thể có cách gỡ được. Việc giữ ổn định theo hợp đồng liên doanh trong vòng 9 tháng như luật sư Trịnh Đình tư vấn, có lợi là không gây xáo trộn sản xuất và kinh doanh trong suốt năm nay. Nhưng lợi nhuận có được chỉ vừa đủ bù lỗ phần chúng ta không hợp tác với Thái Long, thời gian họ bị khủng hoảng. Sau 9 tháng chúng ta không chuẩn bị kịp hay không đủ tiềm lực để đối trọng với Thái Long thì sao? Tôi không hiểu tại sao Thái Long làm nhục chúng ta như vậy. Chúng ta lại chịu đựng giống như sự khuất phục. Họ tuyên bố bán cổ phần để chúng ta phải bỏ của chạy lấy người, mắc mưu họ. Nếu như chúng ta rao bán cho Savina thì sao? Chắc chắn họ sẽ rút quyết định, vì điều họ sợ nhất chính là ưu thế vốn nghiêng về một công ty nước ngoài khác. Họ không chỉ xúc phạm công ty mà còn xúc phạm danh dự từng cá nhân trong công ty chúng ta. Tóm lại, các anh các chị không tán thành tư vấn của luật sư Trịnh. Đề nghị cho chúng tôi đình công phản đối Thái Long. Tại sao chúng ta không vận động các doanh nghiệp Việt Nam đồng loạt tẩy chay Thái Long? Sao cháu không có ý kiến? Tôi có ý kiến hơi khác với các anh các chị. Nếu nói về sự bất bình, tôi tin chắc các anh các chị cũng đồng ý rằng tôi là người bất bình nhất. Tôi là người khởi xướng việc xây dựng nhà máy với bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ để nhà máy và công ty rơi vào khủng hoảng chẳng phải là mong muốn của tôi. Về tình cảm riêng, tôi cũng là một nạn nhân. Nếu đập phá được cả trời, tôi cũng sẵn sàng đập phá để thỏa nỗi đau và căm thù của tôi. Nhưng chúng ta đang làm kinh tế, nếu có thắng, chỉ mang lại thắng lợi nhất thời, sau đó là hậu quả cực kỳ tai hại. Còn thua thì như chúng ta đang nếm mùi đây. Bác à, cháu vẫn ủng hộ quan điểm tư vấn của luật sư Trịnh Đình. Chị Thư nói rất đúng, người yếu phải luôn biết thua trước khi biết tới thắng. Giải tán. Chúng ta sẽ bàn tới chuyện này vào một dịp khác. Bác đã cấm cháu nói tới con Thư trước mặt bác rồi kia mà. Cháu xin lỗi bác, nhưng vì chị Thư đã nói đúng. Nếu vậy thì bác sẽ làm ngược lại, để cháu coi ai đúng. Vô đi. Thưa bà, có luật sư Vân Hồng và nhà báo Bảo Lan tới xin gặp bà. Ra nói với họ tôi bận, không tiếp ai hết. Luật sư và nhà báo là những người cần phải thận trọng. Dạ. Anna, nói họ đợi tôi một chút. Dạ. Mua đất cho chúng tôi giới thiệu á, chú có thể an tâm. Vì chúng tôi nắm vững từng khu vực quy hoạch, và chúng tôi sẽ lo hết từ A tới Z các khâu thủ tục. Chúng tôi muốn xem tận mắt rồi quyết định được không? Chúng tôi có người đưa chú đi, nhưng chú phải chịu chi phí dịch vụ cho người đó. Nhất trí.
Chú nghiên cứu kỹ bản đồ quy hoạch để hình dung về dự tính lựa chọn lô nào. Tôi sẽ nói người đưa chú đi. Thiếm, đồ ăn sáng nấu xong rồi, tranh thủ ăn rồi hãy ra tiếp khách con. Lát nữa khách đi con sẽ ăn. Bé Ba đâu rồi Thiếm? Bé Ba à, anh Trọng kêu. Có chuyện gì vậy anh? Em bệnh à? Đâu có, tại tối qua thức khuya nên giờ em mới dậy. Em đưa ông khách ra lô A2 thuộc khu quy hoạch mới của huyện giúp anh nha. Cũng được. Ăn sáng rồi đi. Mày có bầu rồi phải không? Con sợ quá. Với đứa nào? Nói cho thiệt. Con chỉ đi với anh Út. Ui ơi là ngu. Số của mày là số ăn mày ăn xin rồi con ơi. Ngồi đó. Làm gì? Con sợ quá à. Tao chém cho mày một dao bây giờ. Mày muốn cả làng cả xã biết chuyện để họ nhổ vô mặt tao với ba mày hả? Uống. Lẹ lên. Con sợ ba biết lắm. Chút nữa cứ đưa khách đi coi đất như không có chuyện gì. Chiều về tao đưa đi bệnh viện, biết chưa? Mày không biết thằng Út là cái thằng du thủ du thực, không có một tấc đất cắm dùi hay sao mà để nó làm phình bụng ra. Đi, đừng có làm ngứa mắt tao thêm nữa. Anh Tư, anh Mười. Tắt máy. Đi với anh ra nhà hàng Hương Đồng ngay bây giờ. Tiếp khách đầu tư từ Hà Nội vô. Nè, huyện mà đổi đời thì chú và ông Sáu có công đầu đó. Mời anh. Luật sư Sài Gòn xịn, làm ăn đâu ra đó. Nhưng có một số vấn đề tôi phải trao đổi trước với hai anh. Ra xe, vừa đi vừa trao đổi. Hôm trước trên đường từ Sài Gòn về còn quyết được bao nhiêu việc quan trọng nữa là. Để tôi vô thay đồ đã. Chào hai anh. Chị Sáu. Chị cho tụi tôi bắt cóc anh Sáu và thằng Trọng một ngày luôn nghe. Bây giờ anh Sáu và chú Trọng là hai nhân tài của huyện, nên từ nay huyện còn trọng dụng dài dài à nghe. Các anh muốn lôi ông ấy đi đâu thì lôi, nhưng mà đừng để cho mấy con nhỏ nhà hàng nó dụ mất ông ấy là được rồi. Ông vô đây một chút. Chuyện gì vậy? Chuyện này tôi tính trưa ông về tôi mới nói, nhưng mà ông đi suốt ngày à, tôi đành phải nói sớm. Chuyện gì cứ nói đại đi, người ta đang bận mà cứ dòng gió ta mất hoài. Cái con ngu bé Ba bị dính bầu rồi. Với thằng Trọng? Vậy thì bà phải mừng mới đúng chứ. Làm sao với thằng Trọng được? Hai đứa đã coi nhau như anh em rồi mà. Hả? Không lẽ với thằng Út? Chứ còn với đứa nào nữa? Nên tôi tính chiều nay đưa nó ra bệnh viện phụ sản thị xã phá thai. Tôi muốn chém hai đứa tụi nó quá. Đúng là nó phá tôi mà. Bà muốn đổi đời, muốn tiền vô nhà như nước hay là đi ăn mày, mà sao bà cũng ngu như nó? Hay đưa nó về Sài Gòn phá cho kín. Cứ để đó, không cần phải phá gì hết. Đợi tôi về gặp nó rồi tính. Tôi đi đây. Sao? Lên đường được chưa? Những lô đất theo quy hoạch mà ủy ban tỉnh đã duyệt đều thuận lợi. Riêng hai khu 10 triệu mét vuông mà canh bán cho khách Hà Nội và Sài Gòn á,
hoàn toàn nằm trong diện tích rừng phòng hộ, nên phải tham khảo lại ý kiến của tỉnh và trung ương. Ai nói khu 10 triệu mét vuông đó thuộc rừng phòng hộ? Theo bản đồ quy hoạch thì đúng là rừng phòng hộ, nhưng hồi mấy anh ở trung ương và tỉnh về họp hội nghị triển khai khu du lịch thì chính mấy ảnh lại xin ưu tiên cho mấy ảnh những lô đất này. Việc đó có trong chứng thư, nhưng về mặt luật pháp, mọi quy hoạch đụng chạm tới diện tích rừng phòng hộ đều phải có pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Muốn cần pháp lệnh thì cũng có ngay. Ngày trước vùng này chỉ có đánh cá và nuôi trồng thủy sản thì mới cần rừng phòng hộ để bảo vệ môi trường, bờ biển và cân bằng sinh thái. Còn bây giờ thành khu du lịch rồi, giữ rừng để cho tôm cá nó du lịch hả? Cái gì không còn phù hợp với bước phát triển mới thì mình phải mạnh dạn tiến lên phía trước. Giữ rừng, đất bán như cho cũng chẳng ma nào dám đến ở. Từ khi phá rừng, tất đất thành tất vàng. Các đại gia từ Hà Nội, Sài Gòn đua nhau về mua. Tỉnh và huyện đang lo không có vốn đầu tư, tự nhiên tiền của khắp nơi trả về. Khu du lịch mà hình thành rồi, tiền còn về nhiều nữa. Dân huyện mình lúc đó chỉ cần làm dịch vụ du lịch cũng đủ sống dư dả, khỏi cần cầm lưng đánh cá nuôi tôm chi chó cực. Nhưng thưa anh Tư, vụ 10 triệu mét vuông rừng phòng hộ không có pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ, tôi không dám làm. Luật sư gì mà nhát quá vậy? Chú làm tôi ký, chú còn sợ gì nữa nè? Hồi đó tôi nói là huyện mình nghèo nhất tỉnh sẽ trở thành khu du lịch, ai cũng bảo Tư lắm là thằng điên. Tôi cho mấy nhà hàng kinh doanh đặc sản thú sách đỏ về đây, mấy thằng cha trên tỉnh bảo thủ, nói là Tư lắm mở cửa cho tệ nạn xã hội về huyện biển. Thử hỏi rằng không có cái tai tiếng đó khiến khách tứ phương về đây chơi nhậu thì ai nghĩ là vùng này bây giờ sẽ trở thành khu du lịch chứ? Các anh có quyền có thế thì không sợ, chứ tôi sợ sai lắm rồi. Chú nhất định không làm. Được, tôi cũng không ép buộc. Chuyện này để anh Sáu nói với chú Trọng. Nhưng đã hợp tác cùng làm ăn với nhau là phải đi đến cùng chứ. Lúc dễ thì ăn, lúc khó thì bỏ, là không đúng luật đâu. Anh Tư đã nói vậy thì con cứ làm đi. Mình muốn kiếm ăn ở đất này, không nhờ mấy ảnh thì nhờ ai? Chị đã dặn em, bất cứ chuyện gì cũng không được nhắc tên chị trước mặt bà già rồi. Vậy mà em vẫn cứ sơ ý. Nhưng em giận đến mức không nói ra không được. Anh chị em trong công ty đã quen phải phản xạ tự ái. Hãy đụng chạm quyền lợi với người nước ngoài là mang tự ái dân tộc theo lối bạo hành ra phản ứng. Mình có thể hiểu được, nhưng má Khoa đã chấp nhận cách tư vấn của chú Trịnh rồi, thấy anh chị em phản ứng lại hùa theo. Thật ra việc bà chịu lên giường thăm ông già là đã dao động và nhún nhường nhiều rồi. Bà chỉ còn phản ứng vì tự ái, chứ không phải bà không biết mình đã sai ở đâu. Điều đó thì đúng. Khi mâu thuẫn với Thái Long ở mức cao hơn, bà luôn tham khảo em, cũng chứng tỏ được điều đó. Xin chào. Khoan ngồi đã, khoan ngồi đã. Các bạn đến trễ 15 phút nên phải chịu phạt. Nương chờ quá giờ, đang cho con bú trên kia kìa. Giáo dục hoài, cuối cùng cũng thay đổi được thói quen vạch vú cho con bú trước mặt khách. Hình như khách tới rồi đó. Tưng tưng tưng. Ô ô ô, thương thương thương. À. Ê. Nè, chào má chồng tương lai và cô Tú đi con. Đừng có mà thảo hồn tội nghiệp tụi nó nghe chưa. Nhìn cái mặt dễ ghét quá. Hai cái bá nhìn chị muốn cắn á. Con ơi, nè nè. Toàn nhà sư hạng nhất thế giới ba nó mua về đó. Ờ, má nó không có công gì hết á. Anh vừa nói gì ở trong kia em nghe hết rồi đó. Chào hai cháu. Chào bác. Ôi bác, chúng cháu xin lỗi vì không biết bác ở trọng. Nào, ra ngoài ẩm để cho má làm việc với các cô nè. Nè 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 nè. Chào hai cô đi con. Bye. Bye hai nha. Chừng nào xong việc nhớ vô chơi với hai bác nha. Dạ, nhất định chúng cháu sẽ vô. Chị đã nói hết với các bạn chưa? Có kịp nói gì đâu, có mỗi câu nói xấu vợ thì đã nghe rồi. Ủa, Thuần đâu? Anh vừa nghe em nói.
Không lại nói lớn ác quyền được nói của vợ. Thuần đang ở nhà hàng hay là ở trước công ty chờ hai đứa? Hôm nay tới bàn công chuyện kia mà. Lâu rồi tụi mình không ăn uống với nhau, nên hôm nay tụi mình quyết định ăn là chính, công việc là phụ, để nhớ lại cái thời cùng bước chân vào đời. Cứ hễ đứa nào gặp khó khăn là cả hội cùng tập trung lại ăn. Những món ăn hôm nay do Thuần đặt chắc chắn sẽ thiên về ngọt. Nhưng mà nhớ chỉ được khen chứ không được chê rồi nha. Em không nên buồn làm gì. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng anh Thịnh muốn tránh mặt em. Chào anh Thịnh Bò. Chú Bảy có lời mời nên sao tụi em đến đón. Tụi bay có biết tao mà điên lên chỉ đâm một cái là tụi bay chết tươi không? Tao đang muốn vô tù đây. Chuyện của anh được trọng dụng ở nhà thi đấu Hà Nội ra sao chú Bảy biết cả, nên chú bảo chắc chắn một điều anh không đánh tụi em chết tươi đâu. Chú đợi ngoài xe. Mời anh. Cuối cùng chú cũng phải về thành phố. Xin chia buồn với chú chuyện bị đối xử bạc bẽo. Chính anh đã cho người thanh toán tôi, rồi bị trò viết thư tố cáo tôi ở tỉnh và ban tổ chức giải. Chú nghĩ xấu về chiến hữu như vậy là không đúng luật. Chú tưởng đời tôi không có lần nào muốn trở về con đường hoàng lương à? Xin thưa, không chỉ một lần mà vài lần, nhưng lần nào cũng bị người ta hất trở lại. Mình với Tú buộc phải cầu cứu các bạn, vì tình hình nhà chồng hiện nay rất xấu. Công ty Trung Du của ba Khoa hiện đang bị cơ quan điều tra đình chỉ xây dựng để xác định rõ nguồn vốn. Còn công ty Đặng Khoa, má Khoa đang dao động trước ý kiến ngược lại của anh chị em trong công ty, không muốn theo tư vấn của chú Trịnh mà sẽ nghe tư vấn của luật sư Vân Hồng thực hiện tiếp vụ kiện bỏ lửng trước đó. Bà Vân Hồng rất đau vì vụ con bài chiến lược của bà là cô Hằng đã bất ngờ thành vợ thật của Thái. Thời gian vừa qua, bà ấy đã lẳng lặng vận động được một số lãnh đạo ở Trung ương và Hà Nội ủng hộ. Bà ấy và nhà báo Bảo Lan nói má Khoa là mồi lửa để họ bùng nổ hiệp hai đánh dập tan Thái Long. Liệu bà Vân Hồng có cơ sở để thắng không? Nếu bà ta thắng, anh sẽ theo chắc. Em không thấy Thái Long rơi vào cuộc khủng hoảng tiếp theo, chúng ta cũng sẽ chẳng sung sướng gì hay sao? Mình với Tú qua đây là để cầu cứu các bạn. Sau khi tiếp xúc với luật sư Vân Hồng, thế nào má Khoa cũng sẽ vận động các bạn và các doanh nghiệp khác ủng hộ. Đây là chuyện nhạy cảm dân tộc. Thư an tâm, từ nay tụi mình sẽ không bao giờ lấy yếu đánh mạnh. Mình cũng muốn các bạn giúp má chồng mình nhận ra điều đó bằng cách mua lại cổ phần đang rao bán của Thái Long. Tụi mình cũng đang còn khó khăn, làm sao mà mua? Các bạn sẽ cho má chồng mình mượn để mua lại một phần, bởi vì nếu có đủ tiền để mua hết, chắc chắn Thái Long sẽ không bán. Ừ, mình hiểu rồi. Chỉ cần có đồng minh và cảm thấy có đủ sức kháng cự, bà ta sẽ không theo luật sư Vân Hồng. Luật sư có ý kiến gì không? Về gợi ý của Thư, quyền quyết định thuộc về các bạn. Riêng chuyện theo luật sư Vân Hồng để phản công lại Thái Long, bằng công luận và quyền lực của một cá nhân có quyền nào đó để thắng các công ty nước ngoài, mình cho là đã qua thời đó rồi. Và nếu có thắng hoặc gây được khó khăn cho họ thì cũng rất nhất thời. Dự vừa rồi, thí dụ Thái Long bị bật khỏi Việt Nam thì chính các doanh nghiệp Việt Nam trong liên doanh lãnh đủ. Họ vượt qua được khó khăn thì mình cũng ê chề.
Ý em sao? Mọi khi bạn bè bị hoạn nạn, anh luôn là người hăng hái nhất. Bỏ cả việc, bỏ cả vợ vì bạn mà. Từ ngày được anh dạy cách cho con bú và ý tứ, em chỉ răm rắp, thuyền theo lái, gái theo chồng. Những lúc này phải đoàn kết tương trợ với nhau là đúng rồi. Nhưng có hai vấn đề mà mình hết sức đắn đo. Thứ nhất là muốn có số tiền lớn để đưa cho má khoai dây bây giờ, chỉ có thế chấp tài sản, bất động sản của công ty. Việc này phải hỏi ý kiến ông bà già. Hay anh giao việc này cho em, vì ba má tin em hơn anh. Rồi, 50% gánh nặng trút lên vai vợ. Anh nói tiếp đi. Việc thứ hai, mình giúp Thư Khoa thì không có vấn đề gì. Có mất thì cũng chỉ là hy sinh vì bạn bè. Nhưng má Khoa là một người làm ăn giỏi, nhưng rất cực đoan trong ứng xử, dễ dẫn đến mất cả chì lẫn chài. Hy sinh cho một người như bà là điều mà mình chưa từng nghĩ đến. Hay mình giao cho Thuần chịu trách nhiệm pháp lý về việc này. 50% gánh nặng còn lại trút lên vai bạn gái. Đây là người đàn ông sướng nhất trên đời. Thôi ăn đi, làm sao mà sướng. Đây chẳng qua chỉ là một quyết định theo tinh thần thiểu số phải phục tùng đa số. Hồi trước tụi mình có 8 đứa, 4 trai, 4 gái. Bây giờ chỉ còn mỗi mình giữa các bạn, làm sao có đáp số khác được. Chúc mừng câu nói hay nhất trong bữa ăn. Alo. Dạ, dạ. Dạ con về ngay. Chuyện gì vậy anh? Má kêu về ngay. Em cứ ngồi để chơi với các bạn. Con Tuệ mới từ Hà Nội về. Nói mình sướng nhất trên đời nữa đi. Con Tuệ mà chịu cầu cứu ba má là có chuyện lớn rồi. Mình về nghe. Thưa anh Bảy, có cần... Khỏi. Ta với chú Thịnh là chỗ anh em. Dạ. Anh với chú sẽ uống đến cùng và sẽ ngửa bài hết. Chú chịu không? Mời chú. Từ ngày chú từ nhà quê lên thành phố, anh có giúp đỡ chú nhiều không? Biết chú là giang hồ ưa sạch sẽ, luôn trọng nghĩa khinh tài, anh để chú tự do, không dùng chú như những đàn em khác phải tham gia vào những đường dây tội ác, đúng không? Đúng. Nhưng không phải tay chú sạch sẽ hoàn toàn. Trừ vụ dính vào cô Thư bị vào tù ra, còn những vụ khác chú đều thoát ra ngoài vòng pháp luật, vì công an không đủ bằng chứng. Tôi có công trong việc che giấu chú không?
Có. Có khi hờ hững trôi, có khi là sóng lớn, có khi chẳng nắng mai, có khi đầy bóng tôi. Đường đời gặp ghềnh lắm lúc, nghe lời nhịp chân, nụ cười nhiều lần héo hắt, cơn đau chấp ngơ. Yeah. Dù thế vẫn yêu cuộc đời vô cùng, để sống vẫn xem một vòng tay rồng, vẫn ngọt ngào tiếng hát, vẫn dịu dàng đón bước chân ta đi về. Dù thế hãy cho cuộc đời nụ cười, tìm thế hãy dâng cuộc đời nụ hồng, thắp một ngọn đuốc sáng, dắt dìu nhau bước tới tương lai rạng ngời. Có đôi lần bước đi bỗng nghe lòng bối rối, biết đâu là tiếng cười, mặt đường dài một mình bước mãi bơ vơ trời đêm, đường dài một mình bước mãi âu lo chất ngơ. Yeah, người đến với ta một ngày nắng hồng, rồi nói với ta một lời mặn nồng, những muộn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm dài. Người đến thắp lên trong ta hy vọng, người xóa hết trong tim ta